Miếng phơi đây nè, đây nè. Không ăn, sợ quá. Rồi, không ăn. Sao vậy? Gớm ồn à. Đúng. Một chút thôi, ăn thử không? Rồi nha, nhưng bỏ vô miệng nè. Quấn một luồng nè. Này nó cũng chín rồi cả nhà. Cũng chín rồi. Ăn từ từ nha cả nhà. Cháu. Này nó quấn vô trong ấy. Tiếp tục Nhân để đi săn lùng món độc lạ Bình Dương, độc lạ Sài Gòn cho anh Tài Lư ăn. Món này á, thì Nhân săn lùng ở bên Nhật, Nhân bạch tuộc sống tươi như thế này thì không có. Thì hôm nay Nhân về Việt Nam là đặc biệt là Nhân phải cố gắng đi kiếm làm sao ra được cái món này. Đó chính là bạch tuộc sống nha cả nhà. Bạch tuộc sống này là mình phải mua là nó phải tươi, nó phải còn sống như thế này nè cả nhà. Nhân vớt cho cả nhà xem. Đó. Ôi ôi, nó bám vô cái bàn tay Nhân cả nhà ơi. Nó víu vô bàn tay Nhân à. Nhà nhìn thấy không? Ôi trời ơi, ôi trời ơi. À, thì bây giờ hôm nay là Nhân mua tổng cộng đây là 2kg nha cả nhà. Ôi ơi, anh Tài Lư anh về thấy anh nhìn thấy cái con này là Nhân không biết cái cảm giác anh Tài Lư có dám ăn hay là không nữa đây nè cả nhà. Nhưng mà mình cứ thử đi nha. Rồi em rớt không chị 2kg nha em. Dạ. Nhân lấy 2kg nha cả nhà. 2kg là nó nhiều lắm á, vớt nữa em ơi. Hỏi nha. Hết mình hết nảy luôn nha em. Hôm nay là Nhân sẽ làm một món rất là đặc biệt. Thì trước khi vào làm món đó thì Nhân sẽ làm một cái nước mắm để mà ăn chung với món đó, phải hết sảy công bà bảy nha cả nhà. Thì Nhân sẽ vừa kết hợp giữa đồ sống và món mắm Thái Lan. Cái mắm Thái Lan này là Nhân ăn rất là nhiều lần và rất là ngon. Thì hôm nay Nhân dùng mắm này nha cả nhà. Rồi Nhân cho vào đây nửa chai nước mắm, một xíu xíu bột ngọt, 3-4 muỗng đường, ớt, tỏi, chanh cắt mỏng nha cả nhà. Vắt chanh vô. Cứ mỗi lần mà nâng nặng chanh là bắt đầu là nước miếng, nước đồ nó chảy hai bên hàm cả nhà ơi. Hết mình hết mẩy nha. Mình quậy đều lên cả nhà ơi. Không biết mắm ngon hay chưa thì bắt đầu Nhân sẽ thử trước nha cả nhà. Vừa ăn hay chưa nè. Đấy, chế mắm đầy đủ lên. Đó, bỏ vô miệng nè. Ngon. Hết sảy. 10 điểm. Bạch tuộc á cả nhà, đây Nhân vừa mới lấy về, bây giờ Nhân đổ hết ra nha cả nhà, rửa. Nhân không biết là mọi người có rửa không, nhưng mà Nhân sợ nó dơ nên Nhân rửa lại cho nó kỹ. Còn cả nhà mình vẫn để như vậy ăn vẫn không sao đâu cả nhà ơi. Ồ, nó bình nó dám đi díu nè cả nhà thấy không? Giang giang díu díu nè, mặt mờ luôn nè cả nhà. Ôi, không muốn ra nha, ra đi con ơi. Ôi ôi. Tuột Nhân đã rửa xong, chồng ơi, vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. Đây, thấy gì chưa? Trời ơi, ghê quá. Trời ơi, ghê quá. Hả? Trời ơi, ghê quá. Không có ghê, bỏ nó xuống. Hả? À, bỏ nó xuống đó, lấy tay bỏ xuống, đúng rồi. không sao, chồng mạnh dạn bỏ xuống. Không dám, sợ nha cả nhà. Thanh niên ta sợ. Con mạnh lên, trời ơi nhát gì dữ vậy hả? Coi mặt không kìa, cả nhà mừng nhìn mặt thanh niên rồi cả nhà. Ôi. Thanh niên sợ. Hello. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. À, chào mừng cả nhà đến với kênh Vợ Chồng Nhà Nhân. Thì cả nhà nhìn đây. Ôi nó nhúc nó đang bò luôn nè cả nhà ơi. Nhân sẽ đổ cái chén nước mắm này vô trong này luôn nha cả nhà. Nước mắm Thái nãy Nhân vừa pha để Nhân vuốt nó nè cả nhà. À, vuốt vô trong nè. Ủa nó bò nhúc hết trơn. Nó quá. đi đâu con ơi, cố gắng nha. Ủa nó bò cả nhà ơi, nó bò kìa. Cái món này là đặc sản ở Hàn Quốc hay ăn món này lắm á cả nhà. Hello. Xin chào mọi người. Vẫn người đơ luôn rồi cả nhà. Hello, xin chào cả nhà. Thì cả nhà ơi, hôm nay Nhân cho anh Tài Lư ăn. Tài Lư cô đây có sợ không? Không ăn. Chồng ăn thử một con này đi, ngon dữ lắm. No, không ăn. Sao? Không có sao, ăn thử coi. Sao? Ăn một miếng thôi. Đây nè, một miếng thôi đây nè.
Rồi rồi, không mong không mong. Thằng Anh nha, ăn với em nha. Thằng Anh với em miếng. Không ăn. Sao vậy? Gớm ông à. Đúng. Một chút thôi ăn thử không? Người ta ăn được là mình cũng ăn được. Thử ấy. Còn sống không ăn được. Được. Bây giờ như thế này nè. Bây giờ là em sẽ ăn thử. Em sẽ là ăn thử, Nhân sẽ là ăn trước. Nhân chẳng qua sai số tại BT. Ato 33 Isoni tại Peru nè. Ok. Rồi bây giờ Nhân sẽ là người ăn trước nha cả nhà. Đổ từ từ. Rồi Nhân sẽ là người ăn trước. Ato 33 Isoni tại Peru nè. Đây nha cả nhà. Nhân chấm nè. Đó, chấm đậm sau quốt vô nè cả nhà thấy không? Đấy, quốt vô. Rồi bắt đầu nha, Nhân bỏ vô miệng nè. Quấn một luồng nè. Này nó cũng chín rồi cả nhà ơi. Cũng chín nè. Ăn từ từ nha cả nhà. Cháu. Này nó quấn vô trong ấy. Rất là ngon. Rất là ngon cả nhà, ngon cực kỳ ngon luôn nè. Mấy dai. Nó ngọt thật. Rất là ngọt cả nhà, rất là ngon. Cái nước sốt của nó rất là vừa ăn, ngon cực kỳ luôn. Cái phần của nó đây á, thì cái phần người của nó thì Nhân bỏ vào cái chén. Từ từ ăn sau cho Thẩm ăn thử ấy. Ăn thử một miếng thôi không có sao hết trơn á. Chồng ăn thử ấy. Đó, mạnh dạn lên, móc mạnh lên. Đây dĩa đây. Ôi ôi, kéo lên. Ôi ôi. Từ từ nữa. Kura chutto tabete. Kura ni igokanai kara hai tabera. Chutto dake. Ôi. Sashimi mitai yo. Sashimi mitai kedo. Kawaii so yan. Taberu? Oishii? Oishii kedo. Anh ơi. Oxy. Uống rồi. Oxy chị Thẩm thử không? Ví dụ chị Thẩm thử nè. Ôi ơi, không dám thử không? Chắc ăn chưa? Sợ hả? Rồi, để lượt em. Em băng luôn. Đây nè. Đây cả nhà ơi, chị Thẩm Nhân chị sợ chứ không dám ăn không? Sợ không? Nhân chị sợ chứ không ăn, Nhân ăn nha cả nhà. Đấy, bạch tuộc nè cả nhà. Thì ở bên Nhật á, cũng có bạch tuộc sống như thế này. Nhưng sống của họ là họ ngâm với mắm. Và đến khi đưa tay đến với tay người mua thì nó đã mất, nó đã chết rồi á cả nhà. Còn đây là sống nguyên vẹn luôn nè cả nhà ơi. Ăn tay đó, ăn con nhỏ thôi, ăn con nhỏ thôi đỡ sợ, ăn con nhỏ thôi nè. Chi sai ra kìa, chi sai u xịt. Ăn con nhỏ đỡ sợ. Con ấy chết rồi. À, ăn con chết nha. Em trai chị ăn con chết, ăn được nha mà. Dạ ăn, nhưng mà bây giờ chị cái cách ăn chị dám ăn không? Chị là chị tình nguyện đấy nha, chứ em không có ép chị nha. Mình sợ là mình không ăn nha. Đây, đây nè. Đó, nè. Đây. Rồi chị cầm lên chị cắn ăn cái đằng, đừng ăn cái đằng đào phần mình của nó. Rồi, cầm miếng ăn miếng này vô cho đỡ tanh. Đó. Chị thấy sao? Cũng được. Ngon đúng không? Tất cả tanh không? Không tanh đúng không? Ừ. Bây giờ lực Nhân nha cả nhà. Đây cả nhà ơi. Đó. Rất là ngon cả nhà. Công nhận. Chấm vô cái nước chấm, công nhận cái nước chấm này nè, ăn ngon hay không, ăn tiền hay không ở cái nước chấm này cả nhà. Thằng ăn được đấy nha. À, ăn quen rồi hả? Dưa leo, dưa leo. À, dưa leo. Thanh niên ta rư ta kìa. Cái tay mình á là mình rửa thật sạch rồi nha, cái nhà mình mới bóc vô như thế này nha. Chứ tay mà tay dơ là không có, còn nữa mà dùng bằng bao tay á
thì nó sẽ sạch hơn. Nhưng mà bao tay nhà Nhân thì hết bao tay rồi, nên là Nhân dùng bằng tay luôn, miễn rửa sạch là được rồi. Hết rồi, bỏ qua đây. Đâu qua đây, nóng rồi. Ăn thêm con nữa nha. Chị mà thấy mà chị như trong người mà cho mình trong ngoài mình mà thấy nhợn là không được ăn nữa nha. Thấy là nhợn rồi thôi, con nhỏ nhỏ này. Nhỏ cho chị nè. Chứ đừng có cố gắng ăn nha. Chồng thấy sao? Thế đố đố. Ừ. Ủa cái đố. Hai. Khỏi xuyên ra được rồi. Joker. Đây. Đây chào. Ừ. Được ăn nữa, chia sẻ. Nói chung ăn cái này á, mà mình dạng á, dạng miệng á, nó ăn ngon nha cả nhà. Còn nếu mà miệng mình vẫn chưa dạng cho lắm á, hơi yếu miệng á, thì cảm giác là mình kiểu ăn nó sợ sợ. Nhưng mà Nhân thấy có nhiều bạn trên YouTube á, mấy bạn có ăn là một lần 1 kg mấy 2 kg luôn á nhà, một mình mấy bạn thôi á. Cái này là Nhân mua 1,5 kg, 1 kg này là Nhân mua 450.000 một ký, 450 480.000 ký. Cái này là Bạch Tuộc Cần Giờ luôn nha cả nhà. Trời ơi. Chồng ơi. Ừ. Nếu mà cái này không muốn ăn. Ừ. Không ăn ok. Con không muốn. Không muốn ăn, không ăn không ok. Không ăn. Ok. Ừ. Ừ. Thận cái này chừng thận mà không muốn ăn nữa thì dừng không ăn nữa cũng được, không sao hết trơn á. Nha. Ừ. Hay là dừng không ăn nữa, bữa nay em đi luộc nha. Em đi luộc đi, ăn cho nó khỏe ha. Chứ ăn thì cũng hiếu ớn nha. Ok không? Ok. Em đi luộc tôi ra coi đây. Rio rì tại Peru. Ừ. Rio rì tại Peru. Ok. Ok. Cả nhà ơi, rất là Nhân xin phép kết thúc video tại đây. Nhân mang cái này đi luộc cả nhà ơi, chứ thật sự ăn cũng hơi nhợn cả nhà ơi. Nói chung là mình ăn cho vui, ăn cho biết vị, biết mùi, ăn để mà biết cảm giác mà ăn bạch tuộc sống nó ra làm sao. Đó, chứ còn mà để mà đánh giá cái độ ngon dở thì Nhân xin phép là nước sốt thì rất là ngon và bạch tuộc rất là ngọt và đặc biệt nữa rất là dai và không có bị tanh. Nhưng chẳng qua là mình kiểu mình ăn mình thấy hơi nhợn. Mình quen chưa quen mình thấy nó cảm giác là nó hơi nhợn miệng, nó ớn miệng xíu thôi. Còn bạn nào ăn quen thì chắc là nhức mẩy. Bye bye mọi người nha. Thì Nhân cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều đã đồng hành cùng với kênh Vợ Chồng Nhà Nhân. Nếu như cả nhà yêu thương Vợ Chồng Nhà Nhân thì giúp cô lại đăng ký kẻ tăng chiếc nhà ủng hộ kênh Vợ Chồng Nhà Nhân GB nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye. Bye bye. Bye bye.